hiệu sửa xe siêu sạch đấy. Úi giời ơi. Ơi, có. Nói học mà. Ông phẹt đấy không? Em báo cáo với các bác, em làm tí quay phim này em kiếm mấy đồng YouTube. Dạo này đói ăn quá chả có việc gì. Nhà có máy mà bà mẹ đi xe nó bật kệ. Đéo mắc cái máy này. Rồi, đây này, cái lốp này, hai bên còn vàng khè đây này. Người ta phải sập phòng cái này, rửa cái toàn chuỗi chuỗi này á. Làm sao mà đẹp được. Phòng vẹt đéo cả lò phát này nó sạch bao nhiêu. Tiện thiết tiện chuyến thì mình dắt xe kia ra mình phun qua cái. À nhưng mà mấy thằng Honda kia nó rửa cho mình rồi, nhưng mà cái mặt nạ nó lại không phun. Mẹ bọn láo thật. Nó chỉ phun mỗi cái đằng sau với đằng trước để nó rửa, để nó sửa thôi. Đơn giản đi. Máy này. Quá ngon. Xin giới thiệu mọi người, đây là cửa hàng rửa xe miễn phí nhá. Nên là ai rửa xe thì khẩn trương mang đến. Miễn phí toàn bộ 100% mà lại còn được uống nước vối lọc cơ. Rửa xong xe xong còn ở lại với gia đình ăn cơm xong rồi mai mới về cơ. Đấy, đặc biệt. Hiệu rửa xe này đặc biệt lắm. Nhân viên rửa xe rất nhiệt tình. Lương tháng 1,2 triệu đấy. Đầy đất. Úi giời ơi. Kéo bùn vào cái cụt con này. Quên mất rồi. Ôi bùn nó còn trông như kiểu là núi lở miền Trung kinh như thế kia. Các bạn xem video này, các bạn thấy hay các bạn chấm cho mình một phát nhá. Đấy. Rồi, chào các bạn thôi, bây giờ đến phần phun xe rồi. Mình đi phun của mình đây nữa. Ừ. Đặt like kia của tao với tôi nha. Rồi nhá, đây là chiếc xe Vision, xin giới thiệu mọi người nhá, đi 8 năm rồi mà xe vẫn đẹp như mới nhá. Vì là chủ xe rất chịu khó rửa xe. Mà mọi người đến đây rửa xe là miễn phí 100%. 2 năm rửa một lần. Khách đến đây rửa xe thì sẽ được miễn phí và được giữ ở lại ăn cơm ngủ hôm sau về. Yên tâm. Có thế nhá, nếu mà thấy hay chấm cho mình một phát vào đây để mình kiếm cái video này nhá. Tạm biệt.